Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn hai chợ phụ tùng xe lớn nhất ở Sài Gòn này, đó là chợ Cầu Sắt, đường nằm trên đường Bụi Nghĩa, quận Bình Thạnh, và chợ Tân Thành nha các bạn, nằm ở quận 5. Sài Gòn sao khói bụi âm u dữ vậy. Đây là qua cầu Điện Phủ nha các bạn. Mình đang có mặt trên đường Điện Biên Phủ, đi thẳng vào. Đây là trung bùng binh cầu Điện Phủ. Ở bên phải là thức ăn nhanh McDonald's. Lúc trước ra đông lắm, giờ ế rồi. Đây, cầu này là cầu Bụi Nghĩa, còn này gọi là cầu sắt nha các bạn. Lúc trước nó bằng sắt, nó là bằng cầu sắt, giờ là cầu bê tông rồi. Cái đường này, cái này không phải là cái chợ xe nha các bạn, nó là chỉ con đường thôi, nhưng mà nó tập trung buôn bán phụ tùng xe rất là nhiều đó. Hồi xưa đường này đó là nổi tiếng cách đây khoảng 10 năm các bạn, nổi tiếng về tình trạng luộc xe này nọ, luộc xe tốc hành nha các bạn, thứ gì cũng luộc hết đó. Đầu đầu Nhật chuyển qua đầu Trung Quốc, chiếc ghim Nhật mà các bạn đem vô là nửa tiếng sau thôi trở thành chiếc xe Trung Quốc liền. Luộc từ kèn, đầu lòng, phuộc, thứ gì cũng luộc được các bạn, nhưng mà bây giờ hết rồi, hết lâu rồi. Giờ chỉ còn lại một số cửa hàng. Ờ, shop mấy quán ăn này nọ nó mở ra. Chợ này thì nó cũng giống như chợ Tân Thành nha các bạn, dài khoảng chừng cây số hơn à, mà nó chuyên bán đồ phụ tùng rã này nọ, nguyên con, đồ gì cũng có. Nhưng mà mỗi chợ này nó có cái đặc trưng riêng, nó có cái chợ Tân Thành nó có, nhưng mà giờ ở đây nó mở coffee house rồi, đến đây là hết nha các bạn. Thì mỗi chợ nó có cái đồ nó riêng biệt, có khi chợ Tân Thành có nhưng mà ở đây không có, nhưng mà ngược lại đây có, chợ Tân Thành cũng có, để quay lại. Đây các bạn, giờ buôn bán xe đạp rồi, cho thuê một bằng. Đi chậm cho các bạn coi, cái nhánh tay phải nè. Giờ bán quán ăn và chụp hình. Hồi xưa khu này là chỉ chuyên về sửa xe, mua bán phụ tùng xe nhiều lắm. Nó không phải là cái chợ nha các bạn, mà nó chỉ là có con đường thôi, nó tập trung.
rồi, có tiệm hớt tóc nữa. Trước mắt là Thuận Kiều La Gia nha các bạn. Đây là đường Hồng Bàng. Chợ Tân Thành ở bên tay phải nằm sau lưng của cái Thuận Kiều La Gia nha các bạn. Rồi. Trời đang nắng nó đổ mưa, Sài Gòn là vậy, nắng mưa bất thường. Kiều La Gia nó bán buôn bán lại rồi các bạn, nó đổi tên thành The Garden Mall. Ở dưới buôn bán tấp nập lắm. Mà ở trên thì vắng queo à. Kiều La Gia thì nó nổi tiếng về thành tích ma quái, đồ thổi tùm lum hết. Đây các bạn vô. Nó nằm trên đường thân mầm. Đi coi, đi coi, đi coi. Đồ mắt không có đâu, đồ mắt không có đâu, hỏi. Đồ mắt là phải đi kiếm đúng đúng người nha các bạn. giờ ra kiếm đồ mắt, kiếm ra đâu. Sạp hồi xưa đến giờ bạn, hồi xưa nó là cái sạp gỗ cho trời, bây giờ nó được lên thành tôn rồi nọ. Chỗ này nói dẹp dẹp là dẹp lâu rồi mà không biết, không dẹp được, khó mà dẹp được. Hình thành từ xưa đến giờ lâu rồi, người ta quen rồi. Sạp nó chuyên, nó sẽ có cái những cái sạp chuyên bán đồ như xe tay ga nè, xe 67 nè, xe cổ hoặc mấy xe đời mới, xe cho phân khối lớn, phân khối lớn, mấy xe cúp 78 nó vẫn còn. Đây, đồ Trung Quốc, đồ Thái, đồ Indo đủ thứ. Kính thưa các loại, kính thưa các loại thành kính thời.
cái túi rồi kêu xe bao da. Nồi nắp nồi bẩn đầu riêng nguyên bộ vàng áo luôn, vàng áo quay mới cũ có. Đây trong chợ Tân Thành có cái cửa hàng này là nổi tiếng nha các bạn, cửa hàng của anh em lớn nhất trong khu này, phân phối về tất cả các tỉnh miền toàn Nam này luôn, nhất là miền Đông Nam Bộ các bạn. Ở đây có cái bà này chuyên bán về đồ bơi xì nha các bạn, cửa hàng của Hà này phải. Đây hai sạp bên này nè các bạn, 7C. Đồ xe mát có không? Kiếm đồ xe mát ra được mới lạ. Đây sạp thu 26C nè các bạn. Sạp này là chuyên về đồ bê xì. Sạp thu 26C. Mobilet nè. Đây là đường Tạ Quyên nha các bạn, phường này là chuyên về phụ tùng dây tua ro, dây ron. Đây quẹo vô lại chợ Tân Thành, chợ đồ xe nè các bạn. Nó có nhiều tiệm thì nó chuyên như nó bán đồ bẩn, chuyên về bẩn, chuyên về vỏ xe. Đây đó các bạn, thấy không, chuyên về bán vỏ ruột xe. Đây cửa hàng này là chuyên bán về đồ xe đạp. Xe tải chặn mà bó tay luôn. Bên này là chuyên bán về vỏ ruột xe nha các bạn.
mâm vậy á. Vào chợ Tân Thành này mua thì các bạn phải thuộc loại kỳ cựu trong nghề sửa xe này nọ, có kinh nghiệm lắm nha. Mua đồ là dính như thường, tàn là đồ Trung Quốc lên này nọ không, nói chung hàng 1, hàng 2, hàng 3 đủ loại hết đó. Không biết tay non non, ngay cả thợ cũng bị lừa bình thường. À, ở đây có một tiệm này rất là nổi tiếng. Mua ạ? Đây có tiệm này, chỗ đây là tiệm cà lem nha các bạn. Tiệm này nổi tiếng, wow các bạn luôn. Thứ gì vô cũng có hết đó. Tiệm cà len là tiệm đặc biệt, nhưng mà vô cổng là đụng vô là rác tay luôn, tại nó đồ độc quyền, mấy đồ không có tiệm nào có, chỉ có tiệm nó có mà đồ jean nha các bạn. Đồ jean không, đồ mình đang cần, mua xong là quẹo cổ luôn. Rác lắm.